hồ điệp âm dương. Đấy, lá nửa xanh nửa vàng rất là đẹp như thế này. Đó, cây đang có ngồng nhá. Cây chủ chỉ đang có ngồng như thế này. Và hôm nay thì em muốn giới thiệu các bác những cái sản phẩm cây này để cho mọi người về sưu tầm nhá. Đó, một cây này em sẽ bán với giá là 100.000 và mua 3 cây em sẽ bao ship. Mà đây cũng chỉ chọn được có 12 cây thôi. Đấy, trong cả một rừng lá biên này này. Đó, trong vài vạn cây lá biên này em mới chọn được có hơn hơn chục cái cây cây đột biến như thế này. Đấy, những cái cây màu lá như này cực kỳ đẹp nhá, nửa vàng nửa xanh. Hàng sưu tầm chơi rất là đẹp. Chơi rất là phong thủy và đẹp. 100.000 một chú nhá. 100.000 một cây và mua 3 cây thì em bao ship. Ở đây cũng chỉ được thành 12 cây cây là 4 đơn hàng thôi. Đó. Lá rất là đẹp như thế này. Đây. Lá kẻ này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Hay là lá nửa vàng nửa xanh này. Đẹp tuyệt vời nhá. Cứ 100.000 một cây nhá. Mua dưới 3 cây thì mọi người mất phí ship 35.000 cho em. Còn mua 3 cây thì em sẽ bao ship nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106. Về màu hoa thì nó vẫn là những cái màu hoa lá biên như bình thường thôi. Đấy. Sẽ nở vào đúng ngày Tết nhá. Chơi lá chơi hoa đều rất là đẹp. Em nhắc lại số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhá. 100.000 một cây. Em chào mọi người.